Hiện cả nước có trên 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tương đương khoảng 91,7 triệu người. Tuy nhiên nhiều năm qua, danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế vẫn chưa được cập nhật, bổ sung các thuốc mới, khiến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế chịu nhiều thiệt thòi, cơ sở y tế cũng gặp khó khăn trong công tác điều trị. Anh Nguyễn Văn Kha, 42 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay anh bị rối loạn chuyển hóa lipid, thi thoảng có đi khám bảo hiểm y tế, nhưng cũng ngại lấy thuốc bảo hiểm y tế uống, mà dựa vào kết quả xét nghiệm rồi nhờ người quen ghi đơn dùng, ra nhà thuốc bên ngoài mua thuốc uống, vì hiệu quả hơn. Theo một số chuyên gia y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đau ốm phải điều trị tại bệnh viện, thì ngoài các loại thuốc bảo hiểm y tế được cấp theo danh mục, không ít người phải bỏ tiền túi để mua thêm các loại thuốc bên ngoài, để nâng cao hiệu quả điều trị, do bảo hiểm y tế không thanh toán những loại thuốc này, hay nói cách khác là không có trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Bác sĩ một bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bác sĩ biết rõ một số thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế có tác dụng phụ nhưng vẫn phải kê cho người bệnh, vì nếu kê thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế thì sẽ phiền phức vì kê đơn không đúng quy trình. Một bác sĩ khác chia sẻ, nhiều thuốc tốt, rút ngắn thời gian trị bệnh nhưng không có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Còn nếu tự bỏ tiền ra mua thì chi phí lại cao, ngoài khả năng kinh tế của người bệnh. Theo thống kê của cơ quan chức năng, người Việt đang phải tự trả 40% chi phí khám chữa bệnh, gấp đôi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nên thực tế này đang tạo gánh nặng kinh tế về điều trị. Hiện nay, danh mục thuốc bảo hiểm y tế được thanh toán có 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược, 59 thuốc phóng xạ, chất đánh dấu và 229 thuốc đông y cổ truyền, thuốc từ dược liệu. Theo bà Trần Thị Trang, quyền vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, thông tin, người bệnh và bác sĩ bao giờ cũng muốn có các thuốc tốt nhất cho người bệnh, nhưng cũng phải bảo đảm cân đối thu chi với nguồn của quỹ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất các cơ quan liên quan về nguồn kinh phí chi trả cho người bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế, đa dạng hóa các nguồn, kể cả các nguồn xã hội hóa chi trả. Về phạm vi quyền lợi cũng cố gắng mở rộng tối đa, bao gồm thêm cơ hội tiếp cận thuốc điều trị.